để bắt sống cái gà cho anh coi. Cắn kiết gì đâu bà nội, thôi thôi á, đừng có gà trớn nè. Em bắt sống nó gà cho anh coi nè. Thôi thôi tôi lại không. Trời ơi con này mà coi nè, coi bình nó bắt. Ây da, ôi ui, ôi trời trời trời, quýnh đập giò em không nổi. Đè cái đầu nó xuống là được rồi anh gì, ngộ anh gì, đè đầu nó xuống giùm em cái được rồi. Trời ơi nó cắn em kìa anh. Cái quần làm như cái cách một đường chào bá vậy. Mày bắt con hết ba. Bắt hết cái tét quần vậy đó hả? Anh không xuống coi cho em khảo khám nghiệm tử thi coi, không xuống coi. Thấy thật cường chứ. Má ơi nói nè, má ơi. Hello, hello. Hôm con chào đón các bạn quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Trần nha. Này. Chào các bạn nha. Lần đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Chúc cả nhà có giây phút thư giãn khi xem video nha. Chúc các anh em đồng nghiệp chúng lớn cho những lần thăm bảy nha. Sao rồi? Kỳ là kỳ sao? Mà nó nằm trên trời mà cái chuột đâu? Ai biết anh đâu. Tại anh đặt trên trời, anh không đặt dưới đất, tại sao dính gắn? Nó đặt đàng hoàng lắm mà, đất dây mà. Nó chuột đâu? Chuột ở đâu, ai biết ở đâu, hỏi em. Rồi con ốc gì ngộ ngộ anh. Dẹp lép đi, đi em mượn con ốc đây. Không lẽ con ốc này vô ăn chuột tôi? Ốc ngộ vậy ta? Ốc lá, ốc đá vậy anh ơi. Dẹp lép à? Ủa chuột mình đâu trời? Nó có biết đâu hỏi em, hổm bỏ vô không? Trời ơi, người ta cẩn thận, người ta bẫy là tin tưởng mà. Trời trời trời, trời tin tưởng, cẩn thận, chất quất và đặt đổ thừa. Rồi, mở màn cái là thấy em tình hình thì em phải kêu Conan lại bạn ơi. Tiếp bẫy tiếp theo mình sẽ quay cho bạn xem nha. Rồi, không coi nè. Không coi cái gì? Hàng gắn đó, chập trùng như thế này. Trời coi, 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 hàng gắn chập trùng. Thấy không? Hàng chuột cái má ơi. Trời ơi trời, ông làm cái hang cái đầu, ông đặt cái bẫy gì mà ngộ thiệt chứ. Ông đặt cái bẫy mà cái hang nằm ở dưới cái đít bẫy. Đang lỗ nữa nè. Hang gắn chập trùng chập trùng. Cười chết cái xỉu ông hai quý ơi. Gắn mà chập trùng chập trùng. Đặt cái bẫy nằm ngang như nè, cái hang gắn ở dưới đít bẫy vậy nè, nó sôi lên nó nghịch mà cái lúa lòi bọc con ngoài hết trơn, xé xác con chuột của ông luôn. Rồi mình tắt máy nha. Dính là buồn như con chuồn chuồn luôn. Bẫy gắn ai biết đâu mà nói trước. Biết thì làm giàu hết rồi. Bẫy mình cứ kỹ trời. Chắc chuột nhiều quá nó chuột nhiều cái gì đặt cái bẫy thằng này mà sao nó lại tới đây. Gì đâu, chừng là nguy hiểm á. Bẫy cái gì vậy? Bẫy biết chạy ra. Bẫy biết chơi đi á. Rồi, học nói chi. Ha ha, cái bẫy không có lúa, không có chuột luôn. Trời ơi, trời kỳ vậy. Bẫy gì ai đặt kỳ vậy? Đàn anh lụm của em rồi. Tội nghiệp đàn em quá, đàn anh ơi. Không có lúa hả? Trời ơi, con gắn này á, nó má ơi. Đâu, có bóc cái gắn lên cho em coi coi. Thấy rồi. Thì trắng đứt, trắng đầu, trời trời, cái lòng mực để trăng cái bóng đèn luôn nha, nguy hiểm quá. Trời ơi. Đừng có lấy bóng đèn, nó chỉ móc đứt tay. Mấy thằng anh chơi em không chết mẹ em rồi. Bẻ ngon bẻ bọng tùm lum hết chứ. Rồi tắt máy đi, bỏ ba chục kia đặt lại đi đây, kiếm chỗ khác đặt lại. Buồn. Anh ăn cũng chừa em với anh chết chân. Thì chừa cho anh mới có cái thứ hai à, anh còn 20 cái nữa. Ăn lớn vô nè trời, giật công cái hôm luôn nè. Giật công cái hôm, dám nhận giật công cái hôm nó lôi đẳng đâu má ơi. Ủa lôi rồi mất tiền bột lúa hả? Ngắn nó biết ăn lúa luôn á, ấy lộn ăn cái bọc luôn á. Thằng anh chơi không đẹp. Thôi tắt máy mà ngay. Thì từ từ người ta ăn thì tới chậu bẫy ra cho anh thì còn muốn gì nữa. Trời ơi trời, nhoi nhoi. Mất luôn cái bẫy cho ông đứt ruột luôn bây giờ. Sao kéo ra sao làm banh cái bẫy luôn rồi nè. Người ta gỡ ra người ta coi. Nhóm người ta giấy ra người ta coi. Cái nào bạn, bóp hôm xuống luôn nè. Cái đầu tiên của mình cũng giống như cái của anh hai thôi. Bóp hôm xuống luôn, gài nó luôn. Dây hôm bắt gắn ở ngoài nè. Thấy nhìn con dây là thấy có tin tức rồi. Cái đầu tiên của mình thì cũng bóp hôm luôn nha bạn. Buồn. Hai anh em buồn đều. Rồi.
nhét cho đó gốc chuối đó, bạn thấy chuối đó đó, rồi thì mình mới phủ lại, ta lạch ra ta bắt để lại cái bẫy đó. Đầu nghề của mình giống như một khi thôi nha, ít chuột lúa thì túi lưới. Cái tiếp theo các bạn, cái theo mình múc kia nè, cái bẫy này thăm anh em đó đó, quẹo bên tay phải nha, thăm giùm mình bạn ơi. Vậy tới phải đây nè. Đó không được ơi. Lộn bờ rồi hả? Lộn bờ. Có cái đó cũng đỡ đó. Tụ cái chú kỳ vậy? Gì kỳ? Đấy nè. À. Cái chú này mới quay rồi. Anh mới thấy đó hả? Vậy nè. Đụng nó về chắc mình chặt. Không phải, không phải. Cái bẫy, đào cái bẫy đó. Chắc chú này bỏ hết quá, đang lấy cái kiểu này. Tưởng là chú chết hả? Ờ. Sao bỏ cái này mà nó còn lót cái này quay cái ta? Để tới chơi bữa nào để chín mình ăn bữa thì nó ngọt không anh ha? Ăn cái đủ thành tiên luôn. Lạ không? Lấy anh thấy lạ không? Lạ thì chứ. Cái dạng anh lắc lắc cái coi, nhiều người ta sợ, người ta nói mình chưa chú gắn, chú giả gì cơ mấy. Ông nội tôi á. Tuần lễ rồi. Này giờ mình nói nay bữa nay là có luồng bảy này tuần lễ phải không? Ừ. Bữa hổm mình thăm bữa thứ bảy này, thứ bảy phải không anh? Ờ đúng tuần lễ nè. Kiểu này về chặt chú bó hết. À, chưa là gì đó hả? Ừ. Đây cái bẫy nè. Xíu muốn đạp luôn, anh làm giật mình. Đừng hỏi gì lạ lạ giật mình, xíu muốn đạp cái bẫy luôn. Có không? Chứ quá hả? Nhét phụ lúa vô đi đi. Gì nữa rồi má? Trời ơi, cứu cái nặng nghe. Ăn đầu quán trâu bữa nay không có con mẹ gì đâu. Giỡn em qua. Hồi nãy ông thấy tôi hai cái tôi cho người ta hai con, tôi sợ ăn đầu thấy không? Ừ. Có hồn có hàng không? Hồi không muốn chết đâu à. Có hàng. Trời ơi, về dưới quê không? Trời ơi, trời, chuột chết thiệt. Nội ơi. Rồi, bỏ chuột rồi đặt lại đi bạn ơi. Chuột quá coi. Mưa bão quá, thăm thất thu bạn ơi. Mới cái luồng 7 chuyến rồi, luôn chuyến qua đi thăm cũng thất thu. Biết bữa nay sao tình hình nãy giờ thấy chú Quốc hoài luôn. Cái bẫy này phải nói mình cũng rất là tin tưởng này nha. Thường xuyên chứ. Chuyến rồi chú Quốc, chuyến này chứ cũng chết nữa. Chiếc này chục chết bạn ơi. Bên này dính con rùa với con gắn tái dạ. Chiếc rồi thì cũng chiếc gần đây thì cũng dính được con hổ hành. Sau đó đó. Nãy giờ có dính nào không? Thiệt không đó à? Trời trời. Em nãy giờ chất quớt. Trời trời trời, nổ nữa là có dịp lên mặt nữa kìa. Cho mình kiểm tra bạn. Đây cái vườn nhãn mà không trái nhóc cho bữa nay người ta hái trơn anh ha. Trời ơi, cái đó đủ lạ anh. Cái đó đủ kìa bạn. Đủ trái tròn ha, trái tròn mà vàng hực luôn. Còn đây cái trái có tròn có dài. Ủa, trái vừa tròn vừa dài mới lạ nữa nè. Thường là ta tròn không mà cái này vừa tròn vừa dài. Vừa tròn vừa dài là sao? Nè, cái này trái tròn nè, trái này trái dài nè. Trái tròn đó đó, trái dài nó nè, trái tròn với dài. Cái đủ đẹp quá trời vậy đó. Gì nữa rồi? Hả? Có không? Có ai thăm không? Thăm rồi, lâu rồi bỏ ngoài. Lâu bỏ ngoài hả? Rồi đặt lại đi. Chục mình sống không? Còn, cái số mình sao đâu có ta? Sáng giờ là bị nào anh em chia gắn nè. Ô, đựng con thiệt kìa bạn ơi. Con này chắc vô nhì vậy, 300-400 gram được. 300 gram cứng hả? Thế do bánh dùm. Được 300 gram hơn các bạn. Con nó gắn đó. Còn có dẫn có vốn rồi. Khóc lóc có nói gì anh em nào chia gắn bắt gắn bóp hôm. Mình cũng bị bóp một cái vậy. Rồi, thôi mình tóp máy nha bạn. Anh đi dòi rồi, anh dòi cái bẫy ra. 5 cái chưa sướng sướng gì hết. Cái này sướng cái coi. Khui. Khui. Trời ơi, lọt cái đầu ở ngoài rồi. Ừ. Còn sống. Còn sống là còn hy vọng, còn im. Cạt đầu một chút cũng ok. Con này á. Con này nó nổ cho hơi quyệt. Nó ký ngoài mới được. Con này cạt đầu rồi bạn hiểu rồi ha. Từ 300g, 400g trở lại. Con này khoảng 300. Mình nó cũng tròn nè bạn. Tròn mình đó.
chồng mình là nó nặng nha. Nó nặng thì được 300, đa số là nó 200-300. Rồi, cũng được, còn là chắc cỡ 300 được bạn ơi. 300 chắc hơi yếu. Ok, bao nhiêu vi nha bạn. Có được mà là vui vậy, có được là nổ vô 2 vi mới được chứ. Rồi, mình tắt máy nha, để mình xử lý em này xong, em hút kẹt này cái. Có là vui rồi bạn ơi, sáng giờ đi chất quất. Khu này là khu thứ 3 nha, cái đầu tiên trong khu thứ 3. Con đầu tiên trong ngày hôm nay luôn. Ok. Chào mừng em đã đến với Bình Trần nha. Cái này thấy ngon quá. Chín rồi chắc cũng chất quá. Nhưng cũng không có cơ hội cái này để lên hình. Lên hình cái coi. Nặng cái coi. Trời ơi con chuột, trời ơi con chuột chà bá. Cũng lên hình thiệt mà lên hình con chuột chà bá. Chuột này hơn con tôm mùa Jerry. Bụng bự chà bá luôn. Ngọc út nút luôn. Đặt gắn vô chuột. Hại thiệt chứ. Giận tôi bỏ đây cho con này cho nó đốt mà luôn bây giờ. Thôi mình tắt máy nha bạn. Rồi mình xử lý con chuột này. Nhà gần gần nha. Mình bắt sống nó về. Nhà cho con gái mình hay. Sướng. Con gái mình nó khoái thích chuột. Chiên luôn. Chiên nó khen nó ăn khen nước nở luôn. Rồi. Để mình xử lý nó xong. Cái mình bỏ chuột cho đặt lại đi nha. Cái này chiến rồi kết khúc clip. Thì hôm nay sẽ kết khúc một khu. Hồi khúc khui. Ui ui khui khui khui. Nặng cái coi. Hơi hơi vậy ta. Trời ơi. Lúa nó hít dưới đất nặng chết luôn. Giỏi là tính cỡ 200-300 gram. Cuối cùng chất quất. Rồi, tiếp tế lương thực cho nó. Mình giờ chút xíu bạn ơi. Chỗ này nó hơi cao mà nó trống. Rồi, mình lì, cố lì đặt lại lên cái này mà. Nó trống dữ lắm, trống mà. Mình đặt lại đây, đặt lại cái này đây. Hy vọng mưa bão mấy ngày tới này nó sẽ gắn, sẽ tập trung được cái gọt cao nó chú. Mình đi lạc đường vô đây. Đấy, trong lỏng rồi. Mình nhìn trong đây thấy gì chứ ngoài nó trống dữ lắm, trống. Chống chân. Rồi, tắt máy nha bạn. Tắt máy nheo. Tiếp theo. Chặt phá dọn dẹp bên chành luôn. Mà cái bẫy còn hên luôn. Hên. Ý lộn. Mình nói lộn rồi bạn ơi. Mình còn cái bao không à. Bắt cái vỏ bắt cái bẫy này. Còn cái bao không à. Xui. Tới cái bẫy này nhớ nha. Nhớ chỉ có chuột ối mới ăn hay quy, coi như thua hết nè. Đó giờ gì mà chưa có lên tiếng là cái nào mà ngon lành chứ. Cũng dính đựng con rồi nhưng mà không có được ngon mà. Ui nặng rồi bạn ơi, vô rồi. Trời con heo. Trời tưởng con hành là nó no cơm đó với mình. Trời ơi, nặng. Con này tầm 1 kg nha bạn. Để hồi hay quy hỗ trợ heo kêu thôi chứ hay quy quay cho mình bắt chứ. Cho các bạn xem nha. Tiếp tục thăm cái bẫy mới tiếp theo các bạn ơi. Có hàng hay quý ơi. Mình tính nhét lại chỗ cũ các bạn. Kể cái mình cho anh hay quý nữa. Mình tính nói với ảnh là đố với một lần nữa. Giống như mới hổm. Chỉ có chữ dính gắn rồi đó. Nhưng mà thôi làm gì. Kỳ quá. Rồi để tạm thời đi đây nha. Có khi để đây đi thăm bẫy. Hồi quay cái đoạn mất tiêu của bẫy không ta. Hên xui. Để hồi hay quy kêu hỗ trợ tiếp mình bắt cái này ra. Ui, có động lực rồi. Cái này hình như là mình nhớ không lầm nha. Chiến còi không dính trước thì dính con cũng trọng lắm mà. Dính còn ngon hành, trọng lắm. Còn những con nó còn nhất. Nặng cái coi. Nặng nữa bạn ơi. Bích lọt ui. Ủa nặng chịu luôn. Trời ơi nó nặng hơn cái con hai con heo luôn. Ông nội mẹ ơi. Nặng hơn con heo luôn ơi. Ông nội mẹ ơi nó bích lọp luôn. Dở lên nặng con heo. Mình đón chắc ngay trong đây hai con quá. Khổ án nha bạn. Cầm cái vuột tay luôn nè. Bộ tôi muốn vuột tay luôn. Chữ dằn thiệt chứ. Vô. Thôi bắt luôn mà cái này hơi xa. Cái xa cái chỗ mà mình này hẹn gặp ảnh này. Nên bắt đây luôn nha. Thử vậy nha.
một tay luôn nha bạn. Bữa nay mình y của ảnh á, mình đâu có đem chân quay theo đâu. Bắt luôn. Này, con hổ hán nha, con hổ ngựa nha, con hổ chó nha. Con hổ nách của Trạng Nguyễn nữa nha. Tùm lum hổ hết trơn. Đây là con mỏ giò á bạn, gắn gồng á. Đây con á. Đây là con hổ ngựa, nó thấm thẳng lại con hổ ngựa. Cọc kéo. Trời ơi, một con là ngon lành rồi. Một con thì nó thuộc hàng khủng nha bạn. Trời ơi, gắn này nó đã. Một con thì nó đã dữ lắm bạn. Không phải là mình làm lợi nó nha bạn, nhưng mà mình để cái độ khủng của nó nè bạn. Trời ơi. Một con mà nó bít lột nó nặng cái này. Cái đầu nó bạn biết nó bự rồi nè. Cái đầu nó là bự rồi nè. Nó vẽ cái đầu ở đâu vậy? Thôi làm luôn, bắt luôn. Mình tính nó bự á, rồi mình tính mình bắt có cho hai tia quy tiếp chung với con hổ hèo để bắt á, rồi sẵn mình banh ra, căng ra cho các bạn xem nó bự cỡ nào, chỉ có một tay một à. Khi không có phát hiện được cái độ khủng của nó. Thấy chưa bạn? Quá trời gắn này. Quá trời gắn các bạn ơi. Sướng sướng. Dí hí hai cái bắt cái dính hai cái liên tiếp luôn. Đã. Tưởng hai con là cũng vợ khui ra, thấy hai con thấy quê quê, ai là dẫn con mừng. Mừng húm luôn. Rồi, đè hôm dưới nó mà nó bự quá là nó không chịu ra. Nó chưa bự nó mấy. Đắt cả luôn. Linh tinh. Nó thấy chị chim được con đầu hôm mà, bẻ được con đầu hôm mà còn đầu hôm kia cái đuôi nó bự quá. Nhưng mà cái mình nó bự á, nó không có chịu chạy ra đặng để mình bẻ xuống. Chứ con tay một à. Con tay mới cầm máy điện thoại vậy bạn ơi. Mình quay bằng cái điện thoại nha bạn, chứ không phải là cái camera hành trình. Cái camera hành trình đó thì mình có thể gắn hoặc lấy được, hoặc là gắn vào cái chân ngực rồi đó, đội lên đầu rồi đó. Rồi với cái điện thoại bữa nay mình đi, mình không có lấy chân quay theo nữa. Tính đi của anh hai nè, mình không có lấy chân quay. Dạ, ra đây con. Chà khó ra dữ các bạn ơi, tại vì cái này bự quá nè, nó ép cái hơi này hoài luôn. Để mình làm cái hôm mình lại nha. Làm cho nó nhột nhột cho nó đi ra đằng kia. Để cái cây chim hôm. Ừ. Trời ơi, con tay một cái quấn quấn bực bội. Đấy, chim hôm rồi nha. Một đống trùng ngụm luôn, sướng thiệt chứ. Để đi em. Em ơi, ra đi em ơi. Ừ, ra đi em ơi. Em yêu ơi. Cái này bự nha bạn. Đã, cái này hầm sẽ bốn đã lắm. Trời ơi trời. Đi đâu vậy em ơi? Ui nó bự rồi nè bạn ơi. Ui em ơi. Ui nó mập rồi nè. Ui, ông nội mẹ ơi nó mập nó bự. Hết biết con rắn. Làm đặt cái vỏ tôi đi. Mấy con chuột trong đó đó. Trời ơi. Lâu lắm mới được hàng khủng vậy nha bạn. Ui. Ôi trời ơi sụp sịt. Ôi trục sịt, trời ơi, dễ thương quá. Bóp tay của mình luôn trời. Biết nặng. Trình hình luôn. Rồi chui vô thống nữa ai. Trời ơi, ừ, ra đi. Ừ. Ôi, cái đầu nó bị lừa bằng tay cái của mình, cái tay cái của mình thấy không? Đầu nó bị mất tiêu bên tay cái. Quá đã, nó hoài có con vắng mà. Quay gần 4-5 phút rồi, trồng tắt máy nha bạn. Sướng quá. Hả hồng cái nè, cái hồng hết biết cái hồng luôn. Trắng trả. Uống mềm luôn. Uống hú nần. Mọc. Đừng chút nữa đây. Đã thì chứ, biết đã gắn này thì chứ. Dần cháy, dần ẻo luôn trời.
Gia tài có ba cái, dính luôn cái coi, cái cẳng. Hai cái dính hai con, cái này dính cái nữa coi. Xung rồi, xung rồi. Thành nặng cái cây. Trời, vô luôn, vô luôn, vô luôn. Hành ơi. Hành em bé. Cũng có mùi hành. Bự hơn con hành hồi nãy. Ba cái ba con. Không, giật nó chứ, chúng là nó chúng à. Chúng là nó dính hơi rồi, thấy chưa. Dạ đi em trai. Đó, thấy chưa, thấy chưa. Đó, thấy chưa. Hi hi. Cũng bộn bộn mà, thấy cũng nặng nặng ha. Đó, 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 đó. U, bự con hồi nãy bạn ơi. Nhích thằng con nãy, nhỉnh thằng con nãy một chút. Con này 400 gram sao hết. U, có lý. Hi hi hi. Cười ơi, cười ơi. Ôi, có mùa xuân trở lại rồi. Vô. Yeah. Rồi, bố mồi bố chuột đặt lại đi nha bạn. Sướng. Con này mới có tiền nữa chứ. Nhỏ nhưng có vỏ nha. Hành ơi. Sướng, 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 sướng. Rồi, ok, ok. Dính con nào hôm nay ca? Đủ tía nó để cái bẫy cho đó mất tiêu mà cái ai lợi mất tiêu cái bẫy rồi. Ngắn hổ hèo. Gắn cỡ nhiêu tiền? Cỡ ký lô à. Mất tiêu cái bẫy luôn. Tôi cho chuột 350 ngàn là chuột không? Chuột gì chuột em để đó anh lấy chứ gì? Cái bẫy thì đặt trong cỏ trong lùm, còn cái này ta lụm ở ngoài đường thôi. Trời trời trời. Chuột không ta cho chuột. Ông ơi, nói tôi lần nãy giờ tôi chửi lầm thầm lần thầm cái nói bà chuột ơi không nổi nào mới để cái bẫy cái sọt mất tiêu. Chuột, vậy, vậy là anh đi về nó lấy bẫy của em đó hả? Không có lấy, ta lụm thôi, lụm ở ngoài đường đi vậy. Trời ơi trời má ơi, nè cầm máy em bắt ta lụm. Trời ơi lầm chửi quan nãy lầm thầm nói mẹ nào nãy giờ thằng con mẹ nào nó lấy bẫy mình mất tiêu. Đấy có anh có hàng không? Sao không? Ta lụm mà đủ thừa. Em nói anh đừng con hả? Ừ. Đừng con đó nè. Ôi chuột thú quá. Thơm, chuột thơm. Ăn cái gì mà nó ối nó thú dữ thằng ôi. Thơm thơm thơm, chuột ăn uống sữa bò. Mấy bạn tính đi, bẫy thì đặt trong lùm trong bụi, còn cái này mình lụm giữa đường đi mà nói một hai mình lấy. Mình đi thăm bẫy. Ôi cha. Giữ ta. Dữ lắm à. Đi thăm thú kia mình thăm chính con hổ ngựa. Chứ mình đi lại mình thăm thêm con hổ hành nữa, chứ mình đi trở về đi ngang cái bẫy, mới đi có bẫy. Mà chửi lầm thầm bà mẹ nào đi ngang lấy bẫy mình. Lụm thôi. Ai ngờ đi đấy ông chúng lạnh cười lúng chân lúng chân, nghi nghi. Lụm mà. Nghi nghi rồi. Ông này ác cái đời này xíu lợi. Vậy mà hỏi dính không? Dính xíu nữa là ông hốt gắn mình, ông nói của ổng nữa, cái là chết nữa. Không, cái này mình lụm ngoài đường đi. Ông mà chơi vậy là có tội chết nghe Quy. Tội lộ ra xong hết tội. Ông bắt gắn tôi rồi, ông bắt gắn rồi, ông nói gắn của ông rồi, rồi có tội chết luôn đó nha. Tôi chưa có bắt nha, chỉ lụm thôi, lụm nguyên cái. Ông nói kìa, ông lấy gắn này, ông bỏ vô bẫy, tôi hỏi có không, ông nói có, cái bẫy tôi mất tiêu, mất này của ông, ông lấy giống như đồng nghiệp, ông chơi với nhau anh em vừa đồng nghiệp. Lụm. Ông chơi cái này là chơi hơi ác với tôi. Lụm, lụm. Thằng của em, không có lụm bọng gì chứ á, đừng nói lụm ở đây, trả không. Bây giờ chuột không? Không có chuột bọng gì chứ á. Không chuột trả đó. Trời. Tính cốp giữ ban ngày, này ban ngày nha. Lụm. Trời ơi, trời. Anh em thử hỏi coi bây giờ bẫy thì đặt trong lùm trong bụi, còn anh em mình lụm giữa đường đi mà anh em tính đi bây giờ coi tính sao đây. Cái này giống như ăn cốt chứ lụm à, ừ. Vậy cái bạn coi mình uống cà phê á, mình uống cà phê cái công kia nói à, bẫy bao nhiêu vậy, vô giường tôi đặt bao nhiêu tôi lấy hết trơn à, coi đã chờ động vào không, giống cái đó là giống như điên cốt người ta rồi. Thà anh để cái bản là cấm cho vào giường mà mình cố tình vào thì lúc đó bạn lấy bẫy của mình rồi không định vấn đề, hoặc là ngược lại á, đó là tao cho mày vào nghe mà mình cố tình lén mình vào lấy hết đi không thành vấn đề. Lần này á không nói tiếng nào hết chứ, thấy mày mang bẫy vô giường hả, ý tao gình mày rồi, vừa nãy vô lấy hết đó, giống như điên cốp giữa bằng ngạn cốp cạn người ta rồi. Đừng nói vậy tội nghiệp người ta, tại người ta lấy mà người ta không có văn chương nào để nói cho nó đỡ à, mắc cỡ người ta mới nói vậy thôi. Tao lấy hết à, tao bẫy vừa nãy tao lấy hết, thà không cho tao đặt mà tao cố tình đặt bằng lấy nhiêu tao chịu. Lần này vô giống như là thôi tao không nói mày đâu mà vô đẩy đặt đi, vô đặt đi tao lấy hết cho. Trời trời giống như nên cốp vậy. Người ta tội nghiệp người ta mình người ta. Không trả lời cho giống như bạn mình uống cà phê nói chung á, vô giường tao bảy đặt bao nhiêu tao lấy hết. Là mấy người đó gần nhà mình nha, cà phê chung với mình nói gì á. Tại người ta không có tiền mua à. Thà xin mình bao nhiêu mình cho. Chứ xin... là nói cái kiểu đó rồi làm sao? Xin mắc cỡ sao? Không, cái này là sự thật. Mình uống cà phê đây là sự thật, mà câu chuyện mình nói là sự thật, và cái người coi đây sẽ xem cái coi clip này, bảo đảm.
xin mắc cỡ. Má ơi, ta lấy vậy ta đặt khỏi tốn tiền nè. Đặt lấy hết à. Ôi trời. Ăn cướp hả? Anh hai cướp được con cắn nhỏ anh được, cắn nhỏ. Thằng bự con chưa dám đụng được nó nhỏ. Cắn nhỏ. Ngắn của mình đó. 8 vòng gam. Để chừng nào được. Chừng nào bán hay chia hai nha, gắn lụm mà. Yeah. Chim trời cá nước nào lụm được nó ăn chứ. Mình tính để tính hai có hai anh em không à, thằng đi trẻ nè, con đường ngồi mình tính để như vậy đó, mắc một cái mình đền đáp cho mình ba cái với ba con gắn. Mọi người bỏ vô nha bạn. Mình đi đằng kia mình giờ mình thấy cái bẫy ai bỏ giữa lộ phái quá trời dở lên thiệt là nặng. Vô anh đựng con này kìa, coi như tắt máy nha bạn, rồi mình bỏ mồi rồi mình đi chạy rắn bắt nữa. Bắt cái gì? Lộn mình chạy đặng mình đặt lại. Đừng nó bắt. Lại đặng bắt là tôi lấy con gắn này lại, đằng kia là còn là tôi lấy con gắn này lại đó. Không, tại vì mình tính cái hẻo hèo nè, bắt thì nó cũng hơi một tay khó khăn, mình nhờ Hai Quy tính đi ẵng lấy cái bẫy nè, rồi mình nhờ Hai Quy đặng bắt cho mình. Cái quay cho mình bắt vậy nè, hỗ trợ cho mình. Ồ, con gắn này nó muốn lột á, màu nó hơi sậm á ha. Không ấy mình đem qua ông Đô để hai mình luộc nè. Luộc ăn chưa luôn hả? Khỏi chia. Yeah, hơn Hai Quy rồi, Hai Quy nó chết chắc. Hai Quy ơi, hồi sáng cái mặt không được đâu được tươi, vậy là đây dính 3-4 con cái mặt tươi. Phải vậy chứ. Một hồi tôi qua ông Đô tôi xin chiếc bùa tôi yếm ông, từ đây tới chiều không dính gì hết nha. Yếm hả? Hồi sáng giờ mình bị bọn ác lụm mình 3 con à bạn. Bọn ác hả? Ừ. Anh em nào lấy bắn có Hai Quy nha, ở khu dân cư Đông Đức nha, bãi gác nha, dưới ở đây là ở đâu ta? Ở đây là ở đâu mình cũng biết. À, ở đây là ở trường tiểu học Long Đức C nha. Vòng đất à. Sáng giờ là mình 3 con à, mà không tham thương cho thằng nhỏ chút nào hết trơn. Bắt cả bẻ hôm rồi xuống sướng dữ lắm mà. Em cũng bị bẻ một cái kìa. Chỉ có thằng Quy này mới mua tiền, bỏ tiền ra mua lưới gần thay hôm thôi, chứ nó đâu có thay đâu mà nó sợ. Ừ, nặng dê. Có tiền rồi. Thế nào hồi cũng bị quánh này, chắc ăn là 100% rồi. Rồi, lên tên lên bên ngoài. Thôi mình tắt nha bạn, mình shop bà sôi nữa cái mới được, để shop bà sôi bạn cười chết. Cá à, anh nói cái này không dính, anh nói cái này dính không? Dính. Em nói không dính á, giờ cá chầu cà phê nha. Cá. Ok. Chầu cà phê nha. Rồi, chầu cà phê. Để tôi phân tích cho ông nghe rõ ràng nè. Nói đi. Nếu mà bây giờ cái này nó không dính là con chó nó ra đây là nó phơi quất rồi. Nó ra đây ỉa đây nè. Nó tóm lại là đã ỉa đâu? Mẹ. Ý. Rồi nó tóm lại là không dính. Dính. Và cá này ăn chầu cà phê đó phải không? Thì ra. Phân tích. Ông nói là có con chuột chổng là con chó nó quất rồi, ai mà không có chuột có nghĩa là có con gắn chổng bạc nên nó mạnh dạn cái với mình chầu cà phê. Phô cho nhục với người ta nè. Ông nói vài đường mà không nói tại giếng cầu chuột chết thì nó không dính. Đây. Chầu cà phê. À, không dính đây. Đó một chầu cà phê. Thấy chưa? Mình phải cho hai người sợ mặt nữa được. Thua ở quê với người ta rồi chứ. Ừ, vậy kìa. Có chầu cà phê rồi. Ừ. Tới mình. Hỏi em, anh không dính, em dính con ngựa. Bữa nay anh không dính, em cũng dính con nữa này coi. Dám đâu. Hên xui. Hên xui may rủi à. Người ta đặt hay thì nó phải khác chứ. Chuột chết nữa tại. Trời ơi, chuột chết gã xác luôn. Đừng có đổ thừa. Tính ra cái bẫy này không là mình đặt hơn 3 tháng rồi ta. Không biết bao nhiêu clip lên cái bẫy này rồi. Thấy con gắn chổng, không biết gắn gì, chắc chắn là có nha bạn. Những gắn mối gắn gì. Gắn mối bạn ơi. Thấy luôn cái gột giật mình. Gắn mối. Lúa còn nhóc, chuột nó nhỏ quá năng mất lúa đó đâu. Tắt máy mà mình đặt lại. Có hàng không mà tay xách vậy? Hàng bếp là hàng gì? Hàng xách mặt xách lẻ hả? Là con lục đuôi đỏ hả vậy? Đuôi xanh hả? Lục còm hả? Bự không? Cụm tay. Trời ơi trời, còm cụm tay má, dọc hoài. Cũng được, cũng bự nè. Con lục còm này có nhiều người ta kêu mình bắt đi bán, đi răng lên chợ tốt, bán con 100-150 ngàn các bạn. Anh lột ra giùm mấy. Chợ tốt là ở đâu? À, đang bên chợ tốt có cái shop thú cưng gì đó bạn, thú cưng gì đó.
Ở đây thì cái này bao la luôn, thú cưng không nổi với con này rồi. Mình cưng nó quá trời luôn. Với con chuột của mình cưng nó dữ lắm mà. Ông cầm cái cây ông giá kìa. Trời ơi trời. Trời ơi. Nó hiền á bạn ơi. Nó chỉ cắn người ta thôi chứ nó không cắn ai chứ. Nó dí lộn, nó chỉ cắn hay quy thôi chứ cắn ai chứ. Ra đây, bà nội mẹ ơi, thôi thôi. Mày ra đây với tao hả? À? Ra đây biểu, mày ra đây biểu. Mày ở ngoài chuột ruộng mênh mông đó mày không ăn. Mày phải xuống cả bảy phải ăn con chuột của tao mày mới chịu. Mày hả bưởi. Mày đúng là cà chớn mà. Cà chớn. Cà chớn bằng em không? Hơn. Chuột cũng hay quy quá, hay quy giận quá, giận quá. Thì cắn người ta. Cắn thấy chó luôn, nó cắn. Ơi, gió quá trời gió rồi, mưa tới anh ơi. Xử lý nó lẹ lẹ ha anh. Để bắt sống nó ra cho anh coi. Cắn kiếp gì đâu. Bà nội ơi, thôi thôi á, đừng có cà chớn. Nè, em bắt sống nó ra cho anh coi nè. Thôi thôi, tôi lại không. Trời ơi, con này mà. Coi nè, con Bình nó bắt. Ây da, ôi ui. Ôi trời trời ơi, quýnh đập giò em không nổi. Đè cái đầu nó xuống là được rồi anh gì. Ngộ anh gì. Đè đầu nó xuống giùm em cái được rồi. Trời ơi, nó cắn em kìa anh. Lấy cái cây đè xuống á. Ừ. Đè cái này nhẹ nhàng thôi. Anh ở đó anh đập nó làm gì. Buông tay em ra, anh ra coi. Lấy cái tay đè xuống nhẹ nhàng thôi. Con này có gì đâu. Cái nhẹ bông bóng vậy đó. Trời ơi, trời bảo anh ơi. Ôi. Bảo ơi. Cả nhà ơi. Nè anh lấy cây diện thiều nó ra cái miệng nó ra nó cặp đất rồi nè. Nó bị má tôi mà nó ăn con chuột tôi còn mắt tôi cạy sình ra cho nó nữa. Ý à, cạy găng nanh găng bọng gì không đó à, ý nó là vậy đó. Cái này con nhuyễn không anh ơi? Không biết. Cái rửa miệng. Nó là tôi tại thấy sợ rồi nè. Rửa miệng cho nó coi. Không rửa đi. Rửa cho sạch cái mỏ của người ta. Tự nhiên đập nãy đập vô ra đã gắn không chúng gắn nè. Đập vô giò mình bịt. Ông với nó hợp đồng hả? Cắn ông trong con chọc 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 ông trong con gắn lục mè các bạn. Lục mè làm cái nền đẹp đẹp coi. Cái nền đẹp đẹp trong hai quy coi. Hai quy cười rồi một đấm vô mặt đấy chứ cười. Thôi chụp bỏ bạn ơi để nó cho nó ăn chuột nha bạn. Thả nó ra luôn nha. Thả nó ra nó ăn chuột mình. Cái gì vậy? Thả nó ra đi cho nó ăn chuột mình. Trời ơi nghe cho mày ơi đeo nè vậy đâu có tiêu rồi bò bò lăn nhăn nhăn mày cũng thôi thả nó ra bạn. Con nào mình bắt được thì bắt, không bắt bỏ bạn đừng có lập tội nghiệp hết. Con này nó nhát bạn ơi, nó gặp mình nó chạy với đó. Ừ đúng rồi. Nó chạy vô bẫy nó ăn chuột thôi chứ không làm gì hết chứ. Chạy đi kiếm cây rồi cho nó quýnh mình á. Rồi, đúng là thằng biết quá hai quy. Không dính là dính thằng biết không mới ghê chứ. Cái quần làm như cái cách một đường chào bá vậy. Mày bắt con hết ta. Bắt hết cái tét quần vậy đó hả? Anh không xuống coi cho em khảo khám nghiệm tử thi coi, không xuống coi. Ta thấy ta cường nhất, má ơi nó nè, má ơi. Vô hả? Đi cuốn 7 bạn, anh em mình đi cuốn khu vực này luôn bạn. Mình có 4 cái cùng khu vực này. Ảnh thì ảnh cũng 4-5 cái vậy đó, anh em đi cuốn. Vô ha, cái đầu tiên cuốn rồi, vô hàng ta. Chính mà cuốn ổn. Trời ổn á, tức quá trời tức cái gì? Tức quá, dập mệt. Quần của người ta mà mình chịu. Ôi, mày thấy không đĩa trong chết luôn á. Ừ, chụp hết thì thấy đã cho tôi cười nhịn cười không nổi luôn á. Hài đi chứ. Đó, chụp hết sao mà thét dữ vậy? Trời ơi, cái bờ hồi nãy trên quay gác đi đủ hết nó nhảy quá trời, cái thấy con hết ủ nó nhảy đi trong cỏ. Bước còn đạp cho nó chợt ra. Chợt cái lòng cái thẹt luôn. Nó làm một cái tượt. Chút xíu là hở cái háng luôn rồi, xíu là trọng thương là về nhà bỏ quýnh cho mà thấy cái cảnh nè, ở đó mà hay. Mà cũng còn hên, nó gấp phía ngoài thôi, phía trong nó còn ghim. Còn ghim, ừ. Tét luôn ở trong đó là phọc con vịt luôn rồi đó. Thôi, tắt máy bạn ơi, cái đầu tiên thầm cũng ngon, con này bự anh ha. Con này có 300 gram á, khỏe u anh. Để lại đi, có lại đi. Nó cũng kẹt ha. Ờ, nó kẹt nữa là mất công á. mình quay cái đít trong. Hết chỗ quay rồi, cái chỗ đẹp cũng thì quay chỗ xấu quá.
À nhìn nó trắng phóc rồi á, đưa cái quần trong ra trắng bóc rồi. Thôi tắt máy rồi bạn. Có không? Nặng hả? Cái thứ hai của ảnh nghe. Đúng cặp rồi. Gì? Bữa một cái. Trời ơi con ngựa nữa hả? Cái này không dính con ngựa nữa bạn. Giờ này dính con ngựa nữa nè. Rồi để hồi mình tổng kết ra ngoài kia, tổng kết bắt cho anh chắc bạn xem luôn nha. Con ngựa con hàng này đó. Tới ngày rồi Bình. Tới ngày của anh ơi. Vô rồi, vô ơi. Cái cuối cùng của mình luôn bạn. Nặng không? Dở lên thế gì nặng ịch vậy? Sao vậy anh? Chờ chờ cái gì? Tao mà hổng chết rồi vậy? Bự không? Quất tay chữa vậy đó. Chơi. Dính chi thôi đụng chà là cố cái được cái dính nữa. Có dính không? Trời. Cứ nghĩ văng tới miệng hôm luôn. Con này cũng khá chứ. Khu này mình mới mất thêm cái nó mà chỗ đó đó bạn. Chỗ túc cái bờ này là cũng bờ này nè mà đầu đẳng bắn cái. Rồi lúc trước thì cũng bờ này nè mà đầu kia bắn cái lúc trước rồi nha. Nó dính túc rẳng một cái. Giờ mới bắt đầu này một cái, đầu giữa này còn một cái dính con. Trời, để hồi mình ra mình bắt luôn cho bạn xem nha. 4 cái bắt 1 cái còn 3 cái dính con bạn ơi. Ra ngoài bắt được bạn ơi, ở đây bắt hồi bị khô máu chết. Mũi nó cắn chết. Rồi đi đây. Chộp mặt đồ không ưa. Gắn ông không ưa, bắt giùm ông ưa hả? Bắt giùm tôi không đâu, ông cũng có chẳng vậy. Bóp chưa hôm luôn. Bẻ mạnh mạnh á, bẻ mạnh á. Chiều nay mình chạy vô nhà trong á. Chiều tôi chạy theo vô nhà lấy lưới về thay chứ lấy gì thay. Gắn một xíu kệ người ta, hãy mà ta có là được, đỡ mấy người không có. Trời, hai con riêng, con thứ ba chưa đâu, ba bốn con mà dính đâu, năm cái anh, năm cái phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái dính ba con, hai con ngựa con hành phải không? Phải, nó dính như mấy đợt trước thì nó đỡ quá, mà mấy đợt trước nó không dính bạn ơi, chuyến này nó mới chịu dính. 6 cái dính ba con, ghi gốm. Tới cuốn rồi nó mới chịu dính không à? Con bé để quân kẹt đầu nó lối lại vậy. Kệ người ta, anh Sim lấy hết trơn hà. Sim lấy hả? Rồi. Một em. Được ba con hành rồi ha. Hồi hai mình cá nào hành nhiều ăn nè. Trời ơi trời. Chơi không? Chơi thì chơi à. Người ta có rồi, người ta chảnh rồi đó. Dục cái bết vậy đó. Rồi, đây là con hổ hán quyền. Hổ ngựa. Táp dữ thằng táp. Trời ơi, cái đầu này nó bị liệt gì lum đá. Trời. Hai đầu mà ăn ống cá thôi bích lại đầu. Ra đi mày, con mắc cái đuôi làm gì? Được kìa, nhìn cắn á. Nhân con lính mình đó bạn, nó là nhân nè, nó cũng khoái bị cắn rồi, nó thấy mình đặt tới đây rồi cái nó cái này nhà đặt, mình đặt được mấy cái hả nhân? 9-10 cái mà mắc còn 5 cái à. Gì hả? Đặt có mấy cái cũng bị mắc. Nghiệp nhỏ không? Thay dính quá nó ghét, nhiều khi nó không lấy mà lấy ra đập nó ghê chứ. Cắn lắm. Ngon, cắn đây đi con. Trời nếu... ơi trời. Khá, cắn đây đi con, bố hổng. Da trâu sao mà cắn lũng, mà mày nhắm cắn lũng đâu, mày cắn bị. Hết chuyện đi cắn bình trần. Thì bữa hổng cắn mình, ta cười hí hí. Con này 400 gram. Ok. Ok con gà đen, còn cái này con hổ ngựa vàng. Con gà đen, con ngựa đen vàng. Đâu, dính đâu? Ở đây hả? Con này nặng tá. Sình không, hàng gì không nặng. Hồi nãy dính rồi, tôi đổ sình rồi thêm cho ông dở lên giật mình chơi đó. Dở được nặng chiều. Nè đây ông thằng ơi. Con quỷ này, con dính hoài. Chà con nó lai cái giống gì mà lì vậy? Con hổ đất cái gì? Chắc vậy. Trên mình chứ. Con đó nó muốn lột rồi. Bởi vì nó lột cái màu nó gì mà. Nó mờ rồi bạn. Yeah. Ủa không có. Đâu về đâu chị, coi. Thối đầu hết trơn luôn trời, nó tung cái nè. Nếu nó muốn lột ra nó mềm sẵn á. Thối đầu. Chuột được bọc ta. Thì tháng 5 đi chứ, cũng tháng 10 theo sau thôi chứ không lẽ là tháng 5 nó không đi tới tháng 10 sao? Thì bởi vậy.
bọc rồi. Rồi sao tự nhiên đứng lên nó trốn dáng vậy ta? Thấy mấy gắn sợ chóng mặt. Xây sẫm mặt mày đó. Người ta nói vậy người ta còn kêu tá bà mặt gì đi đó. Tái mặt tái mặt. Ghê. Con dữ không à? Con ta đặt hay quá. Thằng dữ không à, chứ không mặt thằng thường đâu. Mà con heo đó ngồi hai mình chia rồi. Ừ. Có với tôi vậy. Ừ. Hai mình chia heo đó là chắc rồi đó. Nha thủ bắt lẹ, bạn đang kết thúc video. Rồi mình sẽ chắc mình đặt sau, mình lấy xong mình đặt là 2 4 5 2 4 6 cái hai này đặt lại, còn mình ở đây 3 cái 4 cái mà mình đây 3 cái. Mình đây 3 cái mình đặt lại luôn nha bạn ơi. Đây, con này mới dữ nè. Bằng tay cái nè. Cái mới sợ, ủa cái cây của em đâu nay quý. Hồi nãy từ dài cầm. Nha bồ ơi, nghe cho hai quy tức chết nè, trời ơi đi dính mỏ hay nữa. Lúa nhiều quá, nó không biết đường ra. Ba chục cặp lúa trong này vậy trời. Người ta kho mà. Mỗi đằng thăm là một bịch lúa, mỗi đằng thăm là một bịch lúa. Chào. Trời đất ơi, thôi thôi, để tôi vô tôi nhà cô Tư tôi mượn cái thao ra đựng. Trời á, càng gấp thì nó càng lính quýnh. Còn nữa, còn lúa nữa hả? Chưa mà. Ôi, con gắn này tay là. Ô, gắn này nó ngu. Ôi, cự tôi cũng mẹ với thằng nào kẹt đầu mà cự nhau gì. Kẹt đâu mà kẹt quá, ố sụt sịt à, tôi luôn sụt sịt nó chạy. Thấy chưa, thấy không, con gắn này 300 bài gàng nha. 299 hả? Rồi, bỏ vô đây. Rồi, chúc cả nhà. Bỏ anh kia kìa. Rồi, anh em mình lên đường nha. Bỏ anh kia kìa. Yeah. Mấy bạn coi cái mặt nó thương chỗ nào không, mấy bạn chỉ coi coi chứ mình thấy mình không bị nó nhiều hơn mình. Mình nhiều đây nghe, mình nặng gấp đôi ở nhà nha. Rồi, hẹn chuyến gấp sau mình sẽ ăn anh Hai Quy nữa nha, ăn Hai Quy thì tôi chịu. Ừ. Rồi, lên đường, đặt mấy cái bẫy này đó về. Thì... có ngày em lại chơi nè bạn, đây, đẹp trai bạn thấy ngán không? Đó. Hello, chào cả nhà cá nhân. Ờ, chào nhà nha. Có em gái nào mà chưa có bạn thì... kiếm em nhân nha. Nhân nha, nó bất cỡ rồi, kẹn thùng cái nhà nông đất đại ngãi rồi bạn. Đây, rồi, tắt máy lên đây, mình đi lên đường. Tranh thủ này của ông vô chuột vô lúa kìa. Rồi, tạm biệt các bạn luôn nha. Hẹn chuyến sau nha. Hồi chuyến sau mấy bạn giúp mình chuột con bệnh đừng dính nhiều quá, chảnh quá, anh chịu không nổi. Rồi, tạm biệt các bạn nha.